Xin chào toàn thể các bác và anh em âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay thì em Hải sẽ lên sóng một clip để review và giới thiệu đến toàn thể các bác và anh em một chiếc mixer hàng chính hãng mang thương hiệu của Debiotic. Đây là một chiếc mixer mà có giá rất là hợp lý và có đầy đủ các tính năng để cho anh em có thể tham gia sử dụng trong những cái bàn show sự kiện hay là show đám cưới. Đầy đủ các line với tích hợp là 8 cổng line và rất nhiều đường effect 1, effect 2, rất nhiều chế độ echo effect rất là hay. Và điều đặc biệt đó chính là chiếc mixer này thì sử dụng chip DSP 48 bit, chip echo mà chúng ta thường thấy trong những chiếc vang cơ lai số hoặc là những chiếc vang số đó. Một chip echo mà vang nhại rất là hay. Hôm trước thì em đã lên sóng một chiếc mixer này ở trong cơ sở ngoài miền Bắc. Thì hôm nay hàng đã có mặt tại cơ sở miền Nam. Và nhân tiện thì em đang có mặt ở trong cơ sở miền Nam. Em sẽ lên sóng để giới thiệu các bác và anh em, cũng như là báo giá về sản phẩm này tới các bác, để cho anh em có thể tham khảo một chiếc mixer mà chất lượng hay, độ bền tốt, hàng chính hãng, bảo hành lâu và giá thành thì rất là hợp lý cho anh em đi sâu sự kiện nhanh lấy lại vốn. Và bàn mixer này thì có model là Debiotic MXF12, tích hợp là 8 cổng line và 2 chế độ echo reverb với 2 chế độ effect. FX1 là với 24 chế độ, FX2 là 8 chế độ và có tích hợp rất nhiều tính năng như là USB này, Bluetooth này, USB, Bluetooth và AUX, rất tiện lợi đúng không bác? Các bác đi show sự kiện, các bác không cần phải chọn bài, đánh USB cắm vào đây tự đánh nhạc, rất là hay và tiện, một tính năng mà đời mới của những chiếc mixer bây giờ. Về 8 cổng line này, đây là 2 cổng main jack line, G1, G2, G3, G4 và đây là 2 đường effect riêng biệt. FX1 các bác có thể chọn chế độ ở trên màn hình đây với 24 chế độ effect và FX2 8 chế độ effect. Đây là các tinh chỉnh equal của những line riêng biệt, line 1 này, 2 này, mid, loud, bass trung chép, bass này, trung chép, AUX1, AUX2, AUX3 và effect, chỉnh effect, ít nhiều effect của từng line, từng mic các nhé. Tắt bật này. Và những cần gạt của chiếc mixer này thì thiết kế rất là trơn tru. Đó các bác có thể thấy em gạt rất là nhẹ đã lên rồi, nó rất là trơn tru các nhé, không bị xít đâu. Và phím gạt thì rất là chắc chắn. Ở đây thì tín hiệu đầu vào này sẽ có là 7 chế độ chỉnh, 7 cần gạt equal. Đấy, 7 cần gạt equalizer, chỉnh đường nhạc. Và đường nhạc thì căn chỉnh từ 63Hz cho tới là 15kHz. Các bác có thể chỉnh được bass trung chép, rất là tiện lợi đúng không? Vừa bắt mắt mà vừa dễ chỉnh. Các đường tín hiệu đèn vào, báo hiệu tín hiệu đèn single, tín hiệu đầu vào. Ok, một lần nữa thì em sẽ cắm vào để hướng dẫn các bác cách tinh chỉnh nhé. Bây giờ em sẽ giới thiệu qua sơ qua phần ngoại hình. Phía tín hiệu đầu ra của chiếc mixer này thì thiết kế tín hiệu đầu ra hoàn toàn là phía bên dưới chứ không cắm bên trên nữa. Đó, các bác thấy không? Cắm để trên bàn mixer hay là trên cái tủ máy thì rất là gọn gàng, cực kỳ gọn. Đây là những thiết kế mà chúng ta thường thấy ở trong những cái bộ hoặc tủ máy của những bộ mixer line mà sự kiện cao cấp, là sự kiện chuyên nghiệp. Ở đây là một chiếc mixer mà phân khúc trung bình phù hợp cho các bác có thể đi show sự kiện đám cưới hay là show sự kiện trường học mini. Đó. Mà thiết kế thì là theo công nghệ của đời cao cấp. Tín hiệu đầu vào thì AUX1, AUX2, AUX3. Jack line
và Menza thì hai cổng Zipline, hai cổng Zipline ở đây, và G1, G2, G3, G4 thì những cái cổng này các bác có thể đấu đường súp, đấu đường súp này, G3, G4 này các bác có thể linh ra các cổng súp. Đây là những cổng loa full và cắm mic ở những cổng line 1 cho đến line 8, nước nguồn ở phía dưới, phía sau. Điện đầu vào thì có nguồn điện auto từ 110 cho đến 240V. Đấy, tức là các bác có thể cắm điện bình thường của gia đình, đấy, điện 220. Đây là một sản phẩm chính hãng mang thương hiệu của Devotic và có tem chống hàng nhái, hàng giả. Các bác có thể check mã QR này, soạn tin nhắn theo cú pháp để kiểm tra hàng nhái, hàng giả trước khi nhận hàng. Và đây là một sản phẩm chính hãng của Devotic cho nên là thời gian bảo hành khá lâu. Đây là một sản phẩm mà được bảo hành 2 năm, đổi mới trong vòng 3 tháng tại Hữu Minh Audio. Và giá của sản phẩm này thì có giá trị là trên 8 triệu đồng. Các bác cứ liên hệ trực tiếp đến Hữu Minh thì được giá tốt nhất nhé. Và bây giờ thì em sẽ cắm điện nguồn vào cái mixer này để tinh chỉnh cũng như là test thử những bài nhạc, bài karaoke. Vâng, và bây giờ thì em đã đấu nguồn vào ở chiếc mixer này và đang cắm dây tín hiệu vào đây, tín hiệu TV các bác nhá. Em đấu vào đây, hai cổng Zipline này, cổng súp, đứng cổng 3 này, main R, có súng đang đấu trên chiếc đẩy PS này. Bây giờ thì đã có tín hiệu nhạc rồi, đây, tín hiệu nhạc rồi, em gạt lên nhé. Mới 3 rồi. Cổng này là cổng tín hiệu đồ nhạc các bác. Thì đây là cái phần EQI mà chưa hề chỉnh được cái gì, chưa chỉnh gì, EQI chúng ta có chỉnh gì đây. Chép này. Chung. Bát. Chỉnh nhạc rất đơn giản đúng không bác? Cực kỳ đơn giản thôi. 7 cần gạt EQI này. 3 núm chỉnh volume, bass trung chép. Bass trung chép, low là bass, mid là trung, high là chép. Và đây là 7 cần gạt EQI của Zipline. Bây giờ em sẽ thử mic nhá. Mic khô này. Lên. 1 2 3 4 5 6 6 6 lên 1 2 3 4 5 6 lên. Ok, vừa rồi là mic khô. Bây giờ thì chúng ta sẽ chọn đường effect bên trên này. Effect đầu tiên là chúng ta sẽ chỉnh effect 1. Effect 1 thì bên trên sẽ có 24 chế độ. 24 chế độ sau khi đây. Chọn vào phần effect 1 này. Sau đó các bác chọn các nhìn trên này nhé. Echo thì vừa 6 là karaoke này. Đấy, chế độ 6. Hát karaoke các bác chọn chế độ 6. 24 chế độ. Effect 1 thì các bác chọn chế độ 6 này. Sau khi chọn về 6 này, các bác nhấn này. Ok, đã lựa chọn. Nhấn vào phần bên trong là chỉnh delay. Delay của phần echo. Đấy, các bác có thể chỉnh bên này. Ít nhiều delay này. Đó. Để vừa phải các bác nhé, vang nhại vừa phải thôi. Effect 1 đã chọn xong, chúng ta chuyển sang Effect 2. Nhấn vào Effect 2. Effect 2 thì gồm 6 chế độ. 21, 22, Room 1. Và chế độ 6 là Reverse Echo. Nhấn chế độ 6.
Echo Town. Phần này các bác vẫn để vừa phải nhé, khoảng 285 là khá nhiều rồi. Rất tinh chỉnh, alo theo tùy theo bộ dàn và không gian. Ok, sau khi chọn xong vậy là chúng ta đã chỉnh được đây, effect 1 là chế độ 6, effect 2 chế độ 6, echo, reverb. Và đây là em đang để chế độ là chế độ AUX là tín hiệu grab line. Còn khi các bác sử dụng là dùng Bluetooth thì các bác nhấn vào Bluetooth đây. Đấy. Và chuyển đổi chế độ ở đây. Đấy. Chuyển đổi chế độ về 11, 12 hoặc là chế độ MP3. Đây, Bluetooth đi các bác nhé. Và USB thì các bác cắm USB đây, nó sẽ hiển thị ở trên này. Và next by hoặc là tạm dừng ở đây. Rất là tiện lợi đúng không ạ? Bây giờ em sẽ thử effect nhá. Đấy, em thử hộ anh ấy effect. Rồi, em sẽ thử cái chế độ effect 1 trước này. Lên 4, 5, 6. Effect 1 các nhá. Lên 4, 1, 2, 5, 6. Rồi tăng thêm này. Alo đi. Alo, 4. Đấy, các bác thấy 5, tăng thêm phần delay. 6, bên delay này. Đó. 7. Alo. Nó giảm rồi. Phần delay này nên để 285 vừa phải rồi. Lên 255. Ok. Lên effect 2 này. Chuyển sang effect 2 nhá. Thử đi. Lên 4, 1, 2. Effect 2 là reverse echo. Time đang là 285. Ok, rồi bây giờ em để cả hai effect lên này. Lên 4, 1, 2, 5, 6, 7. Lên 4. Được không em? Được anh. Hát thử bài nhờ. Ok, thì các bác đã cũng hiểu phần nào để cách tinh chỉnh phần của chiếc mixer này đúng không ạ? Và sản phẩm mixer Debiotic MFX12 này thì có giá là trên 8 triệu đồng. Các bác cứ liên hệ trực tiếp đến Hướng Minh thì bên em báo giá tốt nhất cho các bác nhé. Và hiện tại thì bên em đang có hai cơ sở. Một cơ sở có trụ sở tại ngoài miền Bắc, tại địa chỉ tại 364 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, cơ sở Sài Gòn, địa chỉ tại 48B, cư xá Ba Điểm, Hóc Môn, Hồ Chí Minh, cách bến xe An Sương khoảng 500-700m. Và các bác liên hệ trực tiếp các số hotline này, bên em báo giá tốt nhất cho các bác. Về số hotline cơ sở miền Bắc là 0919182233 và 0869997229. Cơ sở Sài Gòn, số hotline là 0982352313. Và bây giờ thì em sẽ hát thử một ca khúc karaoke với cái effect echo reverb của chiếc mixer này các bác nhé, không qua vang. Mà hát trực tiếp mixer qua hát trực tiếp qua effect qua chiếc mixer Debiotic MXF12 này. Xin mời các bác cùng theo dõi nhé. Ok, em khá là thấy ok rồi đấy. Và bây giờ thì sẽ test thử một bài karaoke. Đây em đang đấu là trên cặp loa TB này, đến chiếc đẩy PS này và một mic. Sẽ dùng effect của chiếc mixer này để hát một bài karaoke gửi tới toàn thể các bác nhé. Miền cát trắng. MP3 này là chỉnh nhạc thôi nhé. Nhạc. Lên. Đây. Và đây là ca sĩ Victor Hùng đã gửi tặng các bạn một bài ca karaoke. Anh nhớ em mùa thu đầy nắng, anh nhớ em từng đêm mưa trắng lòng anh. Đừng vội quên bao nhiêu yêu dấu tháng ngày bên nhau, đừng nụ hôn ta trao khi đó biến giới nào. Thôi nhé em tình trôi vào di vắng, anh vẫn đi về nơi miền cát trắng mình hai.
Đừng vội xa em ơi, khi tình yêu không còn. Một mình anh lang thang nghe tháng năm qua bên đời. Anh nhớ đây từng nụ hôn khi xưa, và anh nhớ anh những tháng năm bên người. Người yêu ơi, giờ chia xa mãi mãi. Ta mình chia tay nhau khi tình yêu không còn. Giọt tình rơi bên hiên, hôm nay con tim phiền. Anh xóa hết từng bàn chân em thôi. Đừng có nói tiếc những giấc mơ qua rồi. Mình